con để trắng trắng này nó là cái gì đấy con? Đó mây. Mây à? Mây ở đâu đấy? Mây ở trong trái đất. Mây ở trái đất à? Thế còn cái hào quang bên này con biến nó thành cái gì? Biến nó thành sao kim. Sao kim à? Ok, con vẽ sao kim đi. Chào cả nhà, trên tay Châu hiện nay đang có những cái cuốn tô màu tranh Phật rất là dễ thương như thế này. Đặc biệt là tất cả các cái hình vẽ trong này đều là được vẽ bằng tay 100% do một thành viên ở trong đạo tràng của Châu vẽ. Và trong này thì mỗi một trang sẽ là có một bên là đen trắng và một bên là đã có màu sẵn. Thì có thể là dựa vào đây để vẽ cũng được, để tô cũng được, hoặc nếu không tự mình tô theo một cách sáng tạo của mình hoàn toàn có thể làm được. Thì cái bức tranh này, thì cái quyển tập tô như này rất là dễ thương, để cho các em bé có thể tránh xa các thiết bị điện tử, không chơi điện thoại, không xem TV nhiều nữa, mà dành thời gian tô vẽ như thế này. Thứ nhất là kích thích trí sáng tạo của em bé, cái thứ hai là tích cực kỳ nhiều phúc báo cho các bạn, và cũng treo chủng tử Phật cho các bạn nữa. Và đây là em bé nhà mình này, mỗi một ngày bạn ấy đều tô một bức tranh Phật. Thì nếu mà để vẽ Phật thì rất khó đúng không ạ, nhưng mà tô tranh thì rất là dễ và rất nhanh, một ngày có thể tô được 1-2 bức là chuyện bình thường. Và công đức thì không khác gì so với việc là vẽ Phật cả. Và đây chính là một cái cách mà Châu đang ứng dụng cho con cái của mình vào những cái ngày nghỉ hoặc là những cái thời gian mà các con rảnh rỗi vào buổi tối ấy, rất là hiệu quả. Bức tranh hoàn thành thì chúng ta có thể cầu nguyện cho bản thân được sự hoan hỷ, gia đình an vui, tăng trưởng được lòng từ bi và có một cuộc đời thật là ý nghĩa. Thì các bạn có thể lưu giữ những cái bức tranh này của con ở nhà, hoặc là nếu như không muốn lưu giữ thì có thể gửi lại cho Châu để Châu giữ hộ cho. Các bậc phụ huynh mà nếu như muốn thỉnh thì cái quyển như thế này thì hãy nhắn ở phần bình luận của ở dưới cái video clip này nhá. Châu sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mình có thể thỉnh được bức tranh, thỉnh được cái cuốn tô tranh này. Và mỗi một người thì sẽ là được thỉnh tối đa là 3 cuốn. Đó. Thì mọi người có thể hoàn toàn là gieo cái duyên này cho tất cả mọi người. Gieo duyên cho ai cũng được, rất là hoan hỉ, rất là hoan hỉ cả nhà. Chia sẻ cái video clip này và chia sẻ cái việc ấn tống cái cuốn tập tô tranh Phật như này. Và rất là xinh này. Bố mày con vẽ cái gì đấy? Mặt trăng sao kim vương sao thổ sao hải vương. À, sao hải vương, cho mẹ xem nào, giơ ảnh lên mẹ xem nào. Ôi con trai của mình rất là đam mê vũ trụ, cho nên là dụ con vẽ vẽ tranh Phật thì tất cả các hào quang con đều biến thành các ngôi sao và hành tinh rất là đáng yêu dễ thương ạ. Nhà mình có gì đáng yêu không ạ? Đó, đây là bức tranh của con này, và con cũng đã tô rất là nhiều, và gần như là bức nào đây là bức nào con cũng vẽ thành hành tinh. Đây là con vẽ cái hào quang đằng sau là mặt trời. Bố ơi, bố mở ra để mẹ cho các cô các bác xem nhá. Đây là con trai vẽ ngày quan thánh đứng giữa thải thiên hà, có trái đất rồi có tất cả các cái hành tinh vũ trụ. Những bức tranh của con của Châu đấy ạ, nhà mình thấy có đáng yêu không ạ? It's the moon, it's the universe, it's the Saturn, it's the Neptune. Trời ơi, lại còn nói cả tiếng Anh. Ok, đẹp quá nhỉ, tuyệt vời, chúc mừng con nhá. Chúc mọi người sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.